chơi, thể thao của người dân thành phố Đông Hà. Lâm Viên Cò Dầu là nơi được ví là phổi xanh của thành phố, là nơi thích hợp cho các hoạt động vui chơi, picnic, gặp gỡ của người dân địa phương cũng như du khách gần xa. Viên Cò Dầu gây ấn tượng với nhiều người bởi rừng cò dầu xanh ngát có diện tích 134 hectare. Nơi đây môi trường khá trong lành và cảnh quan thiên nhiên rất đẹp. Lâm viên Cò Dầu không chỉ là khu công viên sinh thái của thành phố mà còn là khu dịch vụ công cộng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, nghỉ ngơi, giải trí, nâng cao chất lượng sống của người dân. Nhiều người đến đây để giúp cân bằng lại cuộc sống. Vào những dịp nghỉ lễ hay những ngày nghỉ cuối tuần, có rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí của các gia đình hay các nhóm bạn trẻ được tổ chức tại đây. Khi đặt chân tới khu lâm viên Cò Dầu, chúng ta cảm nhận được không khí trong lành, cảm giác thư thái, nhẹ nhõm đến kỳ lạ, tách biệt hoàn toàn với những cảnh ồn ào, chen chúc, tấp nập người và xe ở bên ngoài. Trẻ ồn ào và sôi động, lâm viên Cò Dầu thực sự là không gian xanh quý giá. Những mệt mỏi lo toan của cuộc sống sẽ tan biến khi chúng ta đến đây có những giây phút nghỉ ngơi thư giãn bên người thân và gia đình.